OK, xin chào mọi người, mình là duy và các bạn đang theo dõi duy oscillation and wave. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến cái vấn đề số 4 trong series dao uh, động và sóng, các bạn. Tìm cái tầng số góc, à, tầng số góc và cái biên độ tầng số góc này chúng ta ký hiệu nó là omega. À, tầng số góc omega và cái biên độ ký hiệu là a của cái dao động điều hòa của một cái dao động điều hòa của một cái hạt mà nếu cái ly độ là x1 và x2 á từ vị trí cân bằng á cái khoảng cách x1 x2 từ vị trí cân bằng có nghĩa là nó là độ lớn của ly độ các à, thì cái vận tốc của nó là bằng lần lượt là V1 và V2 ha. một cách uh, tương ứng ha. một cách tương ứng là V1 với V2 thì chúng ta sẽ dùng cái gì để giải quyết cái bài toán này khi mà chúng ta cần đi tính Omega và tính A ha. <laughs> ok bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại một số thứ cái phương trình dao động điều hòa của chúng ta là x nè x bằng A cos omega t cộng phi và dễ dàng chúng ta có được là vx sẽ bằng a omega cos sin chứ trừ a omega sin omega t cộng phi. Và từ đây chúng ta rút ra được một cái hệ thức độc lập là x bình cộng vx bình chia cho omega bình thì bằng a bình. Chứ các bạn. Chúng ta sẽ dùng cái này để để giải quyết cái bài toán này. Chúng Ta có gì? Chúng ta có là chúng ta có là x1 bình á, mà đem cộng cho vx1 bình á. ta gọi là v1 luôn đi ha cho nó khớp với lại cái dự kiện đề bài chia cho omega bình omega là như nhau bạn omega với a là như nhau chỉ có tại những thời điểm khác nhau thì nó sẽ có từng cặp x1 và v khác nhau bằng a bình và x2 bình cộng cho v2 bình chia omega bình nó cũng bằng a bình. Thì từ đây chúng ta suy ra được suy ra được một điều là x1 bình cộng cho v1 bình chia omega bình sẽ bằng x2 bình cộng v2 bình chia cho omega bình. Và từ đây chúng ta sẽ có được chuyển qua ha, chúng ta có v1 bình này, chia cho ta có đi x1 bình trừ x 2 bình sẽ bằng V2 bình trừ V1 bình tất cả chia cho omega bình. Chúng ta sẽ suy ra được là omega bình nó sẽ bằng V2 bình trừ V1 bình chia cho X2 bình trừ X1 bình. Chúng ta để dấu trừ ngoài đây cho nó mình dễ nhớ ha. Rồi lấy sau trừ đầu, lấy cái 2 trừ cái 1, lấy cái 2 trừ cái 1 thì suy ra luôn là omega của chúng ta sẽ bằng cộng ha, căn của trừ bên trong v2 bình trừ v1 bình chia cho x2 bình trừ x1 bình. Ok. Thì chúng ta đã tính được cái cái tần số góc. Và bây giờ để tính được a thì chúng ta chỉ cần thay cái omega này vào một trong hai cái này. Sẽ tính được a. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính a. Đi tính a. Chúng ta có là gì? a bình nó sẽ bằng x 1 bình này, cộng cho v1 bình này, chia cho omega bình. Omega bình chính là cái này. Thì chúng ta thay vô luôn là trừ v2 bình trừ v1 bình chia cho x2 bình trừ x1 bình. Nó có thể quy đồng. Chúng ta có x1 bình phương nè, dấu trừ ở đây. V1 bình cái mẫu này dưới đây nhân lên đây là x2 bình trừ x1 bình phương. Em chia cho v2 bình trừ v1 bình. Ok, chúng ta có thể quy đồng là x1 bình nhân cho v2 bình trừ v1 bình. Trừ cho v1 bình. Mẫu ra x2 bình trừ x1 bình. Tất cả chia cho v2 bình trừ v1 bình. Bằng x1 bình nhân cho v2 bình. Ở đây không có À vậy là x1 bình v2 bình nhân phân phối thôi Trừ cho x1 bình v1 bình Trừ cho v1 bình x2 bình Cộng cho v Cộng cho x1 bình v1 bình Mà đem chia cho V2 bình trừ v1 bình Lấy hai này rút gọn với nhau Chúng ta dễ dàng có được là x1 bình V2 bình trừ V x2 bình đi, x2 bình V1 bình chia cho V2 bình trừ V1 bình. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ có được A sẽ bằng cộng của cái căn này. Ok, chúng ta kết thúc cái vấn đề số 4 ở đây. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và hãy share video này tới tất cả mọi người và hãy Ờ, nhấn vào nút subscribe và nút chuông bên dưới để đón xem các video một cách sớm nhất. Rất cảm ơn các bạn.